Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phố Nối TV. Xin gửi đến các bạn những thông tin về giá hồ tiêu chiều nay ngày 9 tháng 6 năm 2021. Thưa các bạn, kết thúc phiên giao dịch chiều nay theo giờ Việt Nam, giá hồ tiêu giao ngay tại sàn Kochi Ấn Độ đã quay đầu giảm. Ở kỳ hạn giao ngay, giảm 232,15 rupee trên tạ, xuống mức giao dịch là 41.792,85 rupee trên tạ. Nếu tính theo tỷ giá chéo của đồng Việt Nam với đồng rupee Ấn Độ, được Ngân hàng Nhà nước áp dụng tính thuế xuất nhập khẩu đến ngày 9 tháng 6 năm 2021, 1 rupee là 315,86 đồng Việt Nam. Hiện giá hồ tiêu giao ngay tại sàn Kochi Ấn Độ tương đương với mức giá là 132.000 đồng 1 kg. Còn tại thị trường trong nước, theo ghi nhận trong phiên giao dịch chiều nay, các đại lý tại một số địa phương thu mua giảm đi 500 đồng trên 1 kg. Hiện mức giá hồ tiêu trong nước được thu mua ở mức từ 69.000 đến 72.500 đồng 1 kg. Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá tiêu được thu mua quanh mức là 70.000 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai chiều nay được thu mua với mức giá là 69.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu vẫn ổn định ở mức 72.500 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá tiêu tại tỉnh Bình Phước mức giá là 71.000 đồng 1 kg và giá hồ tiêu tại tỉnh Đồng Nai là 69.500 đồng 1 kg. Như vậy, trong phiên giao dịch chiều nay, giá hồ tiêu trong nước nhìn chung vẫn duy trì ổn định. Thưa các bạn, trong mấy ngày qua, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam giữ giá cùng với tiêu Malaysia, Ấn Độ và Brazil. Trong khi đó, tiêu xuất khẩu của Indonesia tăng nhẹ. Theo số liệu của Trung tâm Tin học và Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, lượng hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 5 năm 2021 ước đạt 30.000 tấn, thu về là 102 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu tiêu 5 tháng đầu năm 2021 đạt 124.000 tấn, với trị giá là 387 triệu USD, giảm 15,6 về khối lượng nhưng tăng 25,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Còn theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 4 đạt 32.200 tấn, trị giá là 105,22 triệu USD, giảm đi 10,3% về lượng nhưng tăng 45,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, trong tháng vừa qua, xuất khẩu tiêu Việt Nam giảm cả lượng và giá trị, tuy biến động không nhiều. Các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật nhanh về giá hồ tiêu chiều nay ngày 9 tháng 6. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.